tôi cũng uy tín lắm mà. Dạ. Chứ đâu có làm tầm bậy đâu phải không? Ở đây là đúng rồi, hung là cái chuyện ở nước ngoài là nó hung. Ờ bình thường thôi. Tự nhiên thương gia nó hung luôn. Ừ. Bình thường. Mà ông thấy là ông thấy cái đất nước mình nó đi ngược với lại cái phương Tây ta nè. Người người ta hung nhau á là người ta hung giữa đường. Người ta đi vệ sinh rồi đó, ta đi kiếm cái chỗ phức ta đi. Còn nhà mình nó hung chung vô lùm nó hung. Đúng. Còn đái nó đứng ngoài đường nó đái. Nó thấy đi ngược với lại nước phương Tây ta không thấy. Vậy chứ. Cái okay, tôi có coi đúng không? Đúng, 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 mới đái ngày hôm qua này mới bữa tôi có coi cái clip là gì Phương Thảo gì á, Mai Phương Thảo không, sĩ không, rồi cái làm gì thằng gì có thà xiên gì đó mà thấy bà ca nghe hỏi đấy thôi giờ cho anh không biết cái Mai Phương Thảo đấy trời giữa đường giữa sáng không gì thôi để em về với ba với mẹ em có rõ ràng. Tôi nói ông bây giờ ở đây về chứ ông lên phố rồi buổi trưa nó ngồi công viên nhỏ nhỏ nó ôm nó hung làm như không thấy ông không thấy ai đó nó ôm nó hung nó vuốt bình thường à. Thôi đừng nói gì trong trong hồi quỷ dục rồi tôi hung vậy vui rồi cái tầm bậy chết luôn á. Ông hung lại có gì đâu mà vui vô duyên tự không có đâu bình thường nói gì đâu. Nói là chị xui hôm nay gặp chị tôi mừng quá hôm mình giao lưu hung nhau cái có sao đâu bình thường gì đâu không có mất mát gì đâu. Bây giờ nói là không có mất mát gì mà anh phải đụng anh mà hung tôi một cái nha anh phải ngồi yên. Anh phải ngồi yên đó, anh không được đi đâu đó. Chứ đi đâu được nữa rồi đấy. Vậy luôn, vậy luôn. Túm giờ, đi đâu nữa rồi đi. Túm giờ nữa rồi. Bây giờ nè, bây giờ 1, 2, 3 dứt. Dứt không? Dứt. 1, 2, 3 dứt ha. Dứt liền. Xui da mà hôn chưa làm xui nữa. Bắt xưa bắt tay nè rồi xui. Nó nghe nè, giờ mình hôn trước đi, mình làm trước sau. Hiểu không? Dứt. Thôi để thổi từ từ. Ủa cà phê nè. Thổi vậy, ở nước ngoài tao hỏi tao gặp nhau, tao ôm. Dứt liền. Chú đồng ý mới được, không có làm bậy. Không làm bậy. Tôi mà có xui vậy tôi nói thiệt cái tôi không có nhậu tối ngày tôi giả bộ tôi xách cái gì qua cho chị xui. Chị xui bữa nay tôi đi chợ ra rồi tôi đi câu gì đó tôi dính được con cá trái bầu trái bí gì, gửi chị xui ăn lấy thảo không mà giả bộ kiếm chuyện mà đi quá bây giờ anh nói tôi mới nói nè nói chung tại vì bị gì ông ơi tại vì bị con gà mái ông nó cản đâu phải hôm nay tôi buồn tại vì bị tôi buồn buồn gì buồn tự gà mái nó cản đúng không không phải à, không có vụ đó con gà mái này nó không dám cản tôi buồn lý do cho nên gà mái này nó sức ghe à nó không cản tôi nhậu cho nên là tôi buồn nhưng mà về buồn chi xui nói cởi mở ra cho nó phơi phản đi để trong lòng kia nó ấm hết trong giờ ngon mấy giờ cởi hết bà nó ra đi cởi ra đi trời đang nắng nè cởi hết đi chứ đừng để lòng nó buồn tôi buồn quá trời tôi giờ có nhiều cởi hết đi tôi buồn tôi mới nhậu nhiều đó bây giờ áo thì cũng cởi rồi giờ còn quần chưa cởi thôi à chung tôi buồn thiệt có ngày tôi buồn thì giờ buổi trưa nè ta cởi hết đi cho nó mát chứ đừng để lòng hoài nó ấp á cho nên tôi buồn quá mấy giờ tôi mới nhậu nhiều thì bởi vậy tôi nói giờ rồi nè là sẵn dịp đây nè có đầy đủ mặc báo quan thôi ta cởi luôn đi cởi ra đi giờ sẵn còn có cái quần ta cởi mẹ nó ra luôn đi rồi ta nói cho nó xong cởi quần luôn hả ừ tàu quá thôi nói chung là buồn thiệt mà nhưng là buồn như rất vui thôi à, đúng rồi buồn nhưng mà nay ông gặp tôi là ông vui á đúng nhưng ông gặp tôi là ông vui đúng không nhưng nhậu bữa nay đi rồi ngày mai tôi sẽ trở lại Giang Nam rồi có nghĩa là mình rời khỏi Tây Hải về Giang Nam đúng không? Ừ, cà bắn ra anh, cà là mời tôi về bên pha chế rồi đó. Hay quá rồi. Trở về Giang Nam ha. Là về Giang Nam là từ giả công chúa Tây Hạ luôn không? Đâu có từ được. À không có vụ đó chưa. Thì về Giang Nam thì đâu còn gặp công chúa Tây Hạ nữa. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên ăn nhau. Thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê hương. Rồi ông đuổi người ta đi ông lấy về ông hôn. Ở lại đây càng thêm khổ. Bị đi phụ hồ mà ở là phải khổ. Suốt cuộc đời không gian dối. Qua bên cái chích động gì thôi chiến bại rồi đành chịu bó tay thôi. Đúng rồi. Đấy.
chiến bại là do súng đạn của ông yếu hả sao? Đâu có đâu. Hết mực. Súng đạn ông yếu nên quân đội quân thù nên chiến bại. Hết mực rồi. Chứ mà nếu mà ông súng đạn ông tốt thì ông đánh thắng rồi. Đâu có hát các bạn đó. Tiện đưa ta về lại quê hương với cát trắng bụi mờ. Hay quá, cả hay. Với bao hước não tan tành sụp đổ. Với kỷ niệm chưa thành thôi đành dội bỏ tan đi. Hay quá, cả hay quá. Đi đâu, đi đâu? Quay về quay lên dẫn vợ tôi nói. Ai? Đi vợ đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, tiếp tục. Chút. Chớ đây. Nãy giờ ta ngồi nguyên bà này gì có bắt lên nhà. Lát ông. Nói chung bình thường thôi chứ quay chơi. Tại tôi ca chơi thôi chứ tôi đâu phải là như tôi dạng như là của bà Tư vẫn. Mà ca đó có đâu sợ. Bình thường ca hay mà. Thì giờ thấy là mới mốt tôi khỏi đi đi phụ hồ luôn. Đúng rồi. Đó, đăng lên nha. Đăng cái ca đó. Khỏi đi phụ hồ luôn á. Tiếp tục tiếp. Đăng lên. Ca gì nữa mà ca hay thiệt mà. Ca hay tao mấy giờ. Biết rồi. Mà mai mốt khỏi đi phụ hồ đi, phụ hồ nhà hai dưới cực chứ. Cái hồ đi cho ra cho 2.000 cũng để chịu cũng được mớ. Thôi khỏi đi cu. Ca đi đã vào ly cà phê uống á. Thôi cho gì 2.000 trời. Tiếng nhiêu cha. Thôi uống đi. Khỏi đi quên. Rồi 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 ông Từ Giả công chúa Tây Hạ rồi ông lấy gì ông hung. Hả? Thôi đi quên chứ trời chứ không biết. Ca hay quá. Công chúa Tây Hạ rồi huynh đi về phương nào? Làm câu nữa coi. Cái hay quá. Chứ tôi bài bản là tôi